Hiếu Minh Audio xin mến chào toàn thể các bác, các anh em yêu âm thanh và yêu ca hát trên mọi miền tổ quốc. Hôm nay bên Hiếu Minh về một dòng cũng đẩy mang tên cũng đẩy CA 2009 Class H, hay trên thị trường các bác thường gọi là cục đẩy CA 2009 thân dài. Thì đây là một cục đẩy công suất 2 kênh. Theo công suất nhà thiết kế là đánh được ra mỗi kênh là 900W. Thì sau đây là Hiếu Minh tiến hành khui hộp lại từ đầu để cho các bác xem hình thức cũng như nội thất của em CA 2009. Thưa các bác, đây là một sản phẩm mới tinh 100% của phân phối bởi công ty Việt Nam CA Sao các bác nhé. Được công ty CA Sao bảo hành. Cái CA Sao CA 2009 các em. Professional System CA Sao CA 2009. Đây là hộp CA Sao 2009. Con máy này nặng khoảng 30 cân. Mà anh em thường gọi là xe dòng CA 2009 thân dài. Hiện tại xe sao cung cấp hai dòng máy, đó là dòng xe sao Class H và Class D các bác. Thì đây nó thuộc dòng Class H các bác nhé. Như các bác nhìn xem nội thất bên trong xe 9 xe 2009 Class H thân dài các bác nhé. Đây có giấy hướng dẫn của nhà sản xuất. Đây là thân máy các bác. Dây nguồn liền các bác nhé. Liền. Thì đây là một cục đẩy công suất thành cho công suất lớn dành cho gia đình cũng như một số sự kiện nhỏ vừa phải các bác nhé, không dùng cho sự kiện quá lớn được, phù hợp đánh với một cặp bát 40 hoặc là một cặp bát 40 có thể ghép thêm một cặp bát 25 hoặc 30 nữa các bác nhé. Hiện tại thì có rất nhiều anh em quay clip rằng cái con xe 2009 này có thể đánh được một cặp cặp 7JBL 725, tức là một súp cục full 2 bát 40 725. Thế các bác, là hiện tại là cục này có thể đánh được, nhưng mà trong thời gian lâu dài thì không bền, nên là kiến nghị là không nên đánh với công suất quá lớn như cục JBL phải đôi loa JBL 725 các bác nhé. Thì em đang tiến hành mở đây. Hàng thì ai cũng muốn bán thôi, nhưng mà thực sự em khuyến cáo cho các bác làm sao đánh công suất nó vừa phải để cho cái thiết bị dàn karaoke nhà mình cũng như thiết bị sự kiện của mình nó được bền nhất và được dùng lâu dài nhất. Đây thì thưa các bác, đây là tem của công ty CA Sao này. Cái tem chống hàng giả này. Em đang tiến hành mở CA Sao CA 2009. Đối với con CA 2009 Class D và Class H thì rất là dễ dàng nhận diện thôi nhé. Nó chỉ khác nhau một con thân dài, một con thân ngắn thôi. Đây đi. Thân dài các bác nhé. Đây em sẽ tiến hành mở sẽ có xem. Em đây thưa các bác, đây là cục đẩy CA 2009 Class H, nội thất của CA Sao CA 2009 Class H các bác nhé. Đây là phần cấu tạo của nó. Nguồn này nó rơi vào tầm khoảng độ 18 đến 18,5 phân. Và nguồn rất là to. Với 8 tụ lọc màu đen. Cộng với đây là dàn hoạt động công suất các bác nhé. Công suất cái này chỉ có một lớp thôi. Đối với dòng đẩy 4 kênh nó sẽ có 2 lớp, nhưng đối với dòng đẩy 2 kênh nó chỉ có một lớp trên này thôi các bác nhé. Đây. Design by Taiwan, tức là thiết kế tại Đài Loan các bạn. Và đối với mỗi dòng, mỗi bên công suất hoạt động này thì nó sẽ có hai quạt gió bác nhé, mỗi kênh sẽ có hai quạt gió để tản nhiệt. Đây về hình thức nhìn từ xa như thế này các bạn. Tám tụ lọc bác nhé.
8 tụ lọc 15.000 microfarad. Đây tất cả đều có tem QC passer các bạn này, tem QC. Với con này thì tính năng của nó tất cả các anh em họ thị trường họ bán rất nhiều rồi các bạn. Anh em họ thị trường họ đã bán rất nhiều rồi thì hôm nay Hiếu Minh Audio chỉ bóc và giới thiệu lại cho các bác xem lại một lần nữa. Các bác nào có nhu cầu thì liên hệ đến Hiếu Minh Audio. Địa chỉ 451 Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội. Điện thoại 0919182233. Số VNA Viettel là 01689840238. Đấy, em nhận ship COD trên toàn quốc các bác nhé. Và tất cả hàng này được bảo hành 1 năm theo hãng các bác ạ. Theo hãng xe sau Việt Nam. Và cái này bán các anh em nó bán rất là nhiều rồi. Đây các bác ơi. Cảm ơn các bác đã theo dõi clip. Xin mến chào và hẹn gặp lại các bác trong clip sau. Xin thân mến và chào tạm biệt.